Quý vị và các bạn thân mến, mình là Tử Vi hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, mình là Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 9 tháng 7 năm 2023 để giúp cho quý vị và các bạn đốn lành, lánh dữ, có được một tuần nhiều may mắn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé. Tử vi tuần mới từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 9 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tý. Tiếp nối tử vi tuần trước, người tuổi Tý đón tuần mới với tâm trạng hân hoan khi vận trình tuần này của bạn khá rực rỡ. Hầu hết những khúc mắc trong công việc, tình cảm và các mặt khác của cuộc sống đều đã được tháo gỡ tốt đẹp. Tuần này, bạn cảm thấy mình như thể là người may mắn nhất trên thế gian khi mọi việc đều suôn sẻ theo ý muốn và mang tới nhiều thành tựu khiến bạn hài lòng. Cứ thoải mái thể hiện hết sức và bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng thôi. Đầu tuần những chú chuột vẫn có thể phải đương đầu với một vài khó khăn, nhưng thách thức đồng thời cũng là cơ hội để bạn phát hiện ra những điểm mạnh của mình để tập trung phát huy. Khi đã tìm được mục tiêu cho mình, bạn cứ thế mà thẳng tiến với sự hỗ trợ của thiên ấn soi rọi. Tuy nhiên, trong tuần có đại hao hung tinh rình rập đe dọa vận trình tài lộc của bạn có thể thất thoát ngoài ý muốn do phải dùng tiền để xử lý những việc ngoài dự kiến. Tốt nhất bản mệnh cần phải bình tĩnh và sáng suốt để tránh đưa ra những quyết định sai lầm khiến tài lộc hư hao. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, vận trình rực rỡ, khúc mắc được tháo gỡ tốt đẹp. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, mọi việc suôn sẻ theo ý muốn, đạt được thành tựu đáng kể. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, thoải mái thể hiện hết mình rồi sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, thách thức đồng thời cũng là cơ hội để phát huy thế mạnh. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, tài lộc có điểm báo thất thoát nên tính toán cẩn thận. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 9 tháng 7 năm 2023 của tuổi Sửu. Xem tử vi hàng tuần phương Đông chỉ rõ, tâm trạng của người tuổi Sửu trong tuần này bất ổn khá rõ rệt và đó có thể trở thành nguyên nhân cho rắc rối sau này. Bạn hành động khá cảm tính, để cảm xúc che mờ lý trí nên có những lúc chưa tính toán cẩn thận đã vội đưa ra quyết định theo tâm trạng của mình lúc đó. Trong công việc, những chú trâu dễ bị mất tập trung, phân tán tư tưởng, làm trước quên sau, thậm chí bị cấp trên phê bình vì không hoàn thành nhiệm vụ. May mắn có chính ấn ở bên, cấp trên thường xuyên đốc thúc và kiểm tra gắt gao nên bạn chưa tới mức trượt dốc, phạm lỗi lầm quá lớn. Hãy nhớ sớm lấy lại tinh thần ngay đi bạn nhé. Giữa tuần có chính tài xuất hiện đảm bảo nguồn tài chính ổn định cho con giáp này. Bản mệnh không phải lo nghĩ nhiều về chuyện tiền bạc ở thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó có những nguồn thu đều đặn từ công việc chính hay việc tay trái giúp cho kế hoạch tiền bạc của bạn khá có triển vọng trong tương lai gần. Chuyện tình cảm của bạn trong tuần cũng không được sáng sủa cho lắm. Tình duyên ảm đạm, bạn dường như đang khá hấp tấp khi muốn nhanh chóng đặt tên cho mối quan hệ hiện tại mà không để tâm xem cảm xúc của đối phương dành cho mình ra sao. Hãy cứ từ từ tìm hiểu, thuận theo tự nhiên, cùng nhau trau dồi cảm tình để phát triển một cách bền vững chứ đừng đốt cháy giai đoạn bạn nhé. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, tâm trạng bất ổn có thể gây ra rắc rối ngoài ý muốn. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, dễ hành động cảm tính, để cảm xúc che mờ lý trí. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, có thể bị khiển trách vì mất tập trung, phân tán tư tưởng. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, tài chính ổn định nhờ các nguồn thu đều đặn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, tránh đốt cháy giai đoạn trong chuyện tình cảm. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 9 tháng 7 năm 2023 của tuổi Dần. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, tuần này hứa hẹn những điều mới mẻ sẽ đến với người tuổi Dần, nhưng là tốt hay xấu thì phụ thuộc vào cách bạn đón nhận chúng.
Hãy cứ cố gắng giữ một trạng thái bình thản nhất, bạn sẽ thấy khó khăn đến đâu cũng có cách giải quyết của nó. Nếu có kế hoạch quan trọng nào, bạn nên ưu tiên thực hiện vào đầu tuần để mọi việc được diễn ra suôn sẻ nhất. Thời điểm này, bản mệnh tìm được cơ hội để khẳng định bản thân, gây ấn tượng tốt với ban lãnh đạo. Thậm chí, thực thần còn chứng tỏ bạn có thể được thăng quan, tiến chức nếu làm tốt nhiệm vụ được giao. Tài lộc cũng hội tụ chủ yếu vào đầu tuần, khi đó những chú hổ sẽ có được những điều mình mong muốn. Thiên tài mang đến tin vui khi mà con giáp này thông qua nỗ lực cùng tài năng của chính bản thân mình mà nhận lấy may mắn, xứng đáng có được tài lộc về tay. Trong chuyện tình cảm cá nhân, người tuổi Dần đừng lúc nào cũng đổ lỗi cho nửa kia mỗi khi mâu thuẫn xảy ra giữa hai bạn. Bạn cũng nên kiểm điểm lại bản thân XNM thái độ của mình có phải là nguyên nhân khiến đối phương bất bình đến vậy không? Tình cảm vun đắp bấy lâu có thể sụp đổ nếu cả hai đều cứng đầu như vậy. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy nên cố gắng giữ trạng thái bình thản để đương đầu với cuộc sống. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa ưu tiên thực hiện kế hoạch quan trọng vào đầu tuần. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ có cơ hội thể hiện bản thân, gây ấn tượng với cấp trên. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc thu được tài lộc xứng đáng nhờ tài năng của bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim đừng lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác nên xem lại bản thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới từ ngày mùng 3 tháng 7 đến ngày mùng 9 tháng 7 năm 2023 của tuổi Mão. Tử vi 12 con giáp tuần mới nhận thấy vận trình tuần mới của người tuổi Mão khá ổn định, không có điều gì đáng lo ngại, nhưng đó là lý do khiến bạn có xu hướng chủ quan. Bản mệnh nhớ tập trung để tránh để ra những sai sót nhỏ, chúng rất mất thời gian sửa chữa và có thể ảnh hưởng tới kết quả toàn cục cho lắm. Ngoài ra, trong tuần có thương quan chủ về thị phi xuất hiện, cảnh báo con giáp này có thể phải phiền lòng về những chuyện nhũng nhiễu bên ngoài. Dù vậy, bạn cũng không nên quá để tâm, cứ bỏ ngoài tai những lời nói độc hại không mang lại bất cứ tác dụng nào cho cuộc sống của mình, khi đó bạn sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ngay từ đầu tuần đã có chính tài và thiên tài cùng đồng hành ở bên, tuổi Mão có thể yên tâm kiếm tiền không nguôi tay. Dù là làm nghề gì, dù là người kinh doanh hay dân công chức làm công ăn lương thì bản mệnh vẫn rủng rỉnh tiền bạc trong tay. Hung tinh ngũ quỷ có thể đe dọa tới sức khỏe của con giáp này. Bản mệnh chớ nên chủ quan coi thường sức khỏe bởi đây là tài sản vô giá. Một khi đánh mất dù có dùng bao nhiêu tiền bạn cũng chẳng thể lấy lại được nguyên vẹn. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy, chớ nên chủ quan kẻo dẫn đến những sai sót nhỏ tốn công sức sửa chữa. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa, có điểm báo thị phi, phiền lòng về những chuyện nhũng nhiễu bên ngoài. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ, không nên quá để tâm tới những lời nói độc hại. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc, tiền bạc rủng rỉnh, người làm kinh doanh kiếm tiền không ngơi. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim, nên chú ý tới sức khỏe, đừng để đến lúc cơ thể bị tổn hại. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới từ ngày mùng 3 tháng 7 đến ngày mùng 9 tháng 7 năm 2023 của tuổi Thìn. Tuần này, hung vận nhỉnh hơn hẳn cát vận, dự báo một tuần không ít sóng gió sẽ đến với người tuổi Thìn. Bạn cần phải chuẩn bị sẵn tâm lý để đương đầu với mọi chuyện khó khăn. Trắc trở có thể ập đến bởi sẽ có thời điểm bạn cảm thấy mất phương hướng, không biết nên làm gì để có thể cải thiện tình hình hiện tại. Đầu tuần có thiên ấn che chở nên dù có khó khăn thì cũng chỉ là tạm thời thôi. Bản mệnh sẽ tự mình xử lý được vấn đề miễn là đủ tin tưởng vào bản thân. Bạn có thể tham khảo ý kiến của mọi người nhưng nhớ là quyết định cuối cùng vẫn là ở bạn. Càng về cuối tuần tình hình tài chính của bản mệnh càng được cải thiện rõ rệt nhờ thiên tài hỗ trợ cho bạn cải thiện tài lộc. Những ai làm ăn, kinh doanh lúc này rất vượng phát. Người làm công ăn lương nên có kế hoạch quản lý tài chính khoa học hơn để duy trì được nguồn tiền bạc ổn định. Trong tuần, dù có sao thái âm chủ về đào hoa trợ mệnh nhưng vẫn chưa đủ để khiến tình cảm của những chú rồng có khởi sắc rõ rệt. Nguyên nhân nằm ở chính bạn, dường như con giáp này đang để cho sự bướng bỉnh, cứng đầu của mình phá hủy nhân duyên ở quanh bạn nên thật khó để đào hoa rực rỡ như mong muốn. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa, chuẩn bị sẵn tâm lý vững vàng để đương đầu với mọi sóng gió. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, có thời điểm cảm thấy mất phương hướng, không biết nên làm gì mới đúng.
Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, tự mình xử lý được vấn đề miễn là đủ tin tưởng vào bản thân. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, tài chính càng về cuối tuần càng vượng nên xây dựng kế hoạch quản lý khoa học. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, tình cảm không có khởi sắc rõ rệt nên thay đổi tật xấu bướng bỉnh. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới từ ngày mùng 3 tháng 7 đến ngày mùng 9 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tỵ. Vận trình tuần mới của người tuổi Tỵ không được sáng sủa cho lắm. Có thể là do bạn sắp xếp kế hoạch chưa thật sự thích hợp nên mọi thứ chồng chéo lên nhau, việc thì thiếu thời gian, việc lại thừa thời gian thực hiện. Thiên quan xuất hiện ở đầu tuần khuyên bản mệnh không nên giữ những quan điểm quá cứng nhắc của mình. Thậm chí cách bạn không tiếc lời công kích những ai có ý kiến trái chiều có thể chính là nguyên nhân khiến bạn rước họa tiểu nhân, mất thời gian giải quyết những rắc rối không đáng có. Ngoài ra, bạn cũng nên tránh xung đột lợi ích với những người quen thân trong tuần này do Tỷ Kiên giáng họa có thể làm rạn nứt tình cảm đôi bên. Càng là người thân quen lại càng tránh gây mít lòng vì tiền bạc, đừng lúc nào cũng đặt lợi ích lên trên hết như vậy. Trong ngày có sao Thái Dương chiếu mệnh, con giáp này đang có nhân duyên khá tốt. Những người còn độc thân nên mở rộng mối quan hệ xã giao của mình, không nên dành quá nhiều thời gian trong thế giới riêng. Hãy mở rộng lòng mình để mọi người xung quanh có cơ hội hiểu rõ hơn về con người bạn. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, sắp xếp kế hoạch chưa thật sự hiệu quả khiến mọi việc chồng chéo. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, quan điểm cứng nhắc chỉ khiến mọi việc trì trệ, khó giải quyết. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, có thể rước họa tiểu nhân khi công kích gay gắt người khác. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, tránh xung đột lợi ích với người thân, bạn bè. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, nhân duyên khá tốt, người độc thân nên mở lòng mình ra. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới từ ngày mùng 3 tháng 7 đến ngày mùng 9 tháng 7 năm 2023 của tuổi Ngọ. Bước sang tuần mới xem tử vi cho thấy, ngay đầu tuần có chính quan hỗ trợ, người tuổi Ngọ nên tận dụng cơ hội này để thể hiện năng lực của mình. Bản mệnh có thể sẽ nhận được sự quan tâm và đánh giá cao từ phía cấp trên. Đây mới chỉ là tiền đề để bạn vươn tới những mục tiêu cao xa hơn chứ cơ hội thăng tiến của bạn chưa thật sự rõ ràng vào thời điểm này cho lắm. Tuần mới này, vận trình tài lộc của bạn cũng khá hanh thông, song bản mệnh nếu có ý định cầu tài chiêu tài thì nên chờ đến cuối tuần để khả năng thành công cao hơn. Thiên tài cho thấy những chú ngựa có những ý tưởng mới mẻ và độc đáo, nhờ thế mà dễ dàng có được cơ hội phát triển ý tưởng của mình thành hiện thực. Thái tuế hung tinh nhập mệnh, người tuổi này chú ý đi đứng cẩn thận, đề phòng tai họa lớn xảy ra. Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý chăm sóc sức khỏe của mình thật tốt, thời tiết nắng nóng nên bổ sung nhiều nước cho cơ thể để không bị mất sức. Vận trình tình cảm của người tuổi Ngọ lúc này có vẻ đang đi theo chiều hướng xấu. Thứ tình cảm ngọt ngào mà bạn hằng mong đợi dường như vẫn ở quá xa tầm tay bạn. Bạn nên hiểu rằng mình xứng đáng có được hạnh phúc, vì thế đừng chấp nhận điều gì tạm bợ hay mập mờ không rõ ràng nhé. Ai đang độc thân nên cẩn thận với những lời hứa suông. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, khi có cơ hội nên tận dụng để thể hiện năng lực. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, có thể sẽ nhận được sự quan tâm và đánh giá cao từ phía cấp trên. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, vận trình tài lộc hanh thông nên cầu tài vào cuối tuần sẽ may mắn hơn. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, có cơ hội phát triển ý tưởng mới mẻ và độc đáo thành hiện thực. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, tình cảm phát triển theo chiều hướng xấu, buồn nhiều hơn vui. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới từ ngày mùng 3 tháng 7 đến ngày mùng 9 tháng 7 năm 2023 của tuổi Mùi. Sang tuần mới, người tuổi Mùi nên tận dụng ngay thời điểm đầu tuần để triển khai những công việc quan trọng bởi chính ấn sẽ che chở cho bạn, làm giảm bớt những xui xẻo mà bản mệnh có thể gặp phải. Càng về cuối tuần thì vận trình càng sa sút, chớ nên mạo hiểm làm chi. Lại thêm cả chính quan bổ trợ, đường công danh sự nghiệp vô cùng vượng phát, khả năng thăng tiến của con giáp này là rất cao. Tuy nhiên có những kẻ ghen ăn tức ở muốn hãm hại những chú dê để cướp công đoạt lợi. Bản mệnh chớ nên chủ quan,
cả tin lời đường mật của những kẻ xu nịnh bên cạnh. Đường tài lộc càng về cuối tuần càng ổn định. Cả chính tài và thiên tài cùng xuất hiện, con giáp này có thể sẽ đạt được những nguồn thu khá lớn trong tuần. Tuy nhiên, điều đó đồng nghĩa với bản mệnh sẽ trở nên bận rộn hơn và buộc phải hy sinh thời gian riêng tư cùng những sở thích cá nhân của mình, không được rảnh rang như bình thường. Được sao Bách Việt chiếu mệnh, tin vui sẽ đến với chuyện tình cảm của con giáp tuổi Mùi. Người độc thân đón nhận nhiều cơ hội yêu đương nhưng biết nắm bắt hay không phụ thuộc hoàn toàn vào bạn. Có lẽ vấn đề do chính bạn không xác định được chính xác điều mình muốn, không thể nói rõ được ai mới là người khiến trái tim mình rung động nên vẫn cứ cô đơn. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim nên tiến hành công việc quan trọng vào đầu tuần để giảm bớt xui xẻo. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy, đường công danh sự nghiệp vượng phát, có khả năng thăng tiến. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa, có thể bị kẻ ghen ăn tức ở tìm cách hãm hại, cướp đoạt thành tích. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ, tài lộc rủng rỉnh nhưng đổi lại phải hy sinh thời gian riêng tư. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc, tin vui đến với chuyện tình cảm nhưng có thể bỏ lỡ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới từ ngày mùng 3 tháng 7 đến ngày mùng 9 tháng 7 năm 2023 của tuổi Thân. Với người tuổi Thân bước sang tuần mới, vận trình hung cát đan xen, chuyện vui cũng có mà chuyện buồn cũng chẳng thiếu. Nhất là do ảnh hưởng của Tỷ Kiên, bạn có thể thất vọng về mối quan hệ xã giao mà mình đã bỏ nhiều công sức xây đắp từ trước nhưng chẳng phát triển như mong muốn của bản thân. Họa kiếp tài ngáng trở, bản mệnh nên thận trọng với những quyết định đầu tư tài chính kẻo dễ bị kẻ xấu lừa gạt tiền bạc. Nếu có cơ hội phát tài thì có thể xem xét tình hình cho kỹ càng hơn. Thiên tài xuất hiện vào thời điểm cuối tuần, bản mệnh nên chăm chỉ dành thời gian để kiếm tiền thay vì nghỉ ngơi quá nhiều. Sao Thiên Cầu chiếu mệnh cũng chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Vì vậy, dù bạn có đang bận rộn đến thế nào mà thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì cũng nên gác công việc lại, dành thời gian quan tâm đến cơ thể của mình nhiều hơn. Người tuổi Dần và nửa kia thường xuyên xảy ra tranh chấp trong tuần này, vì vậy mà điều đôi bên cần làm là kiềm chế sự nóng nảy, nhường nhịn nhau một chút để nhà cửa được yên bình. Nếu đang nuôi con nhỏ, bạn cũng cần chú ý cách cư xử để làm gương cho con cái, không nên có những hành động thái quá gây ấn tượng xấu cho con trẻ. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh thủy, vận trình hung cát đen xen, chuyện vui chuyện buồn đều có. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa, thất vọng về mối quan hệ xã giao không phát triển như mong muốn. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ, thận trọng với những quyết định đầu tư tài chính kẻo bị lừa gạt. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc, có thể bị lao lực vì làm việc quá sức, chớ nên chủ quan với dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim, nhường nhịn là bí quyết để duy trì tình cảm bền vững. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới từ ngày mùng 3 tháng 7 đến ngày mùng 9 tháng 7 năm 2023 của tuổi Dậu. Xem tử vi tuần mới phương Đông chỉ ra rằng những ngày đầu tuần của người tuổi Dậu có thể là thời điểm khó khăn nhất của bản mệnh. Bạn dễ vướng vào thị phi hoặc vấn đề liên quan tới tiền bạc, mối quan hệ do có sự xuất hiện của kiếp tài. Tuy nhiên, nếu bạn đủ bình tâm suy xét thì mọi chuyện sẽ được tháo gỡ rất nhanh chóng. Càng về cuối tuần, vận trình của những chú gà càng có khởi sắc rõ rệt hơn. Dù trước đó có phải chịu tổn thương về tinh thần lẫn tiền bạc, nhưng bạn đủ lạc quan để vượt qua tất cả. Và niềm vui lại đến khi có thiên ấn che chở để bạn được làm điều mình thích và tập trung vào đó, quên hết những điều phiền não. Nhất là khi có sao Thiên Đức chiếu mệnh, hỗ trợ rất tốt cho công việc và con đường thăng tiến của bản mệnh đấy. Nếu nắm bắt được cơ hội tốt, bạn có thể được ghi nhận trong sự nghiệp hoặc kiếm về một khoản tiền kha khá, bù đắp lại khoản thất thu lúc trước. Về chuyện tình cảm của con giáp này có những tín hiệu khởi sắc đáng mừng khi các cặp đôi dần vượt qua những mâu thuẫn đối nghịch nhau trong khoảng thời gian vừa rồi. Quả đúng là mâu thuẫn nào cũng có thể vượt qua khi cả hai chịu ngồi xuống trò chuyện thẳng thắn và cùng nhau tháo gỡ những vướng mắc trước đó. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, dễ vướng vào thị phi hoặc vấn đề liên quan tới tiền bạc, các mối quan hệ. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, càng về cuối tuần vận trình càng có khởi sắc rõ rệt hơn nhờ tinh thần lạc quan. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, tâm trạng hân hoan khi được làm điều mình thích và tập trung vào đó. Tử vi tuổi Tân Dậu
thuộc mệnh Mộc, có thể được ghi nhận công sức hoặc kiếm về một khoản tiền kha khá. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, các cặp đôi dần vượt qua những đối nghịch, xích mích trước đó. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới, từ ngày mùng 3 tháng 7 đến ngày mùng 9 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tuất. Người tuổi Tuất bước sang tuần mới, vào khoảng thời gian đầu tuần, có thể gặp phải nhiều vấn đề trong công việc do chịu ảnh hưởng xấu của thiên quan. Kẻ xấu đơm đặt, bịa đặt những điều sai lệch làm ảnh hưởng tới danh tiếng và hình ảnh của bạn trong mắt đồng nghiệp. Con giáp này sẽ phải mất nhiều công sức để bình lặng mọi chuyện. Nhưng mọi chuyện sẽ dần ổn định hơn từ giữa tuần trở đi khi có chính quan độ mệnh. Quả đúng là cây ngay không sợ chết đứng, bạn tập trung làm việc hết sức mình và thành quả chính là cách bạn đáp trả những chiêu trò xấu xa của kẻ tiểu nhân. Khoảng thời gian cuối tuần lại là thời điểm của người làm ăn, kinh doanh khi bạn được chính tài và thiên tài phù trợ. Tuy nhiên, con giáp này vẫn cần phải cảnh giác những kẻ tiếp cận cố tình hãm hại mình để không bị lừa gạt tiền bạc. Tuần có Bạch Hổ hung tinh chiếu mệnh, đường tình duyên của người tuổi Tuất không được thuận lợi cho lắm. Điều này có thể ảnh hưởng đến tinh thần của bản mệnh, khiến cho con giáp này thấy mệt mỏi, dễ sa sút, ủ rột. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, gặp vấn đề trong công việc do những lời đơm đặt của kẻ xấu. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, mất nhiều công sức để lấy lại uy tín trong mắt đồng nghiệp. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, thành quả đạt được là cách trả đũa những kẻ tiểu nhân hãm hại. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, người làm kinh doanh kiếm tiền bội thu vào cuối tuần. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, đường tình duyên trắc trở gây ảnh hưởng tới tinh thần. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới, từ ngày mùng 3 tháng 7 đến ngày mùng 9 tháng 7 năm 2023 của tuổi Hợi. Tử vi tuần mới của 12 con giáp nhận thấy, công việc và các mối quan hệ của con giáp tuổi Hợi tuần này có vẻ suôn sẻ hơn trước rất nhiều. Những rắc rối từ tuần cũ cũng được bạn lần lượt xử lý gọn gàng. Nếu việc gì cần ai đó giúp sức, bạn cứ nhờ họ hỗ trợ, vì chắc hẳn mọi người đều vui vẻ giúp bạn như cách bạn đã giúp mọi người trước đó. Dù những ngày đầu tuần của bản mệnh có chút trở ngại do ảnh hưởng của thương quan, có lúc cảm xúc gần mất khống chế khiến bạn chỉ muốn xả cơn giận ra cho thỏa lòng, nhưng may mắn là bạn đã cố gắng kiểm soát được tình hình. Càng về cuối tuần tình hình càng dễ thở khi mọi thứ đều được bạn điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Tuy nhiên, con giáp này cần đề phòng thời điểm giữa tuần do có kiếp tài giáng họa, tiền bạc có thể sẽ hao hụt khá nhiều. Mệnh chủ nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định chi tiêu, mua sắm. Hãy suy nghĩ xem đó có phải món đồ bạn đang thật sự cần dùng không, nếu không thì dễ tán tài tán lộc lắm đấy. Chuyện tình cảm của tuổi Hợi không có nhiều biến động trong thời điểm này. Cả hai vẫn đang dành cho nhau thời gian để tìm hiểu về đối phương và không chút vội vàng khi còn chưa nắm chắc về tình cảm của mình. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, công việc và các mối quan hệ suôn sẻ hơn. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, có thể nhờ tới sự giúp đỡ của người khác khi cần. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, biết cách điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, đề phòng tài lộc hao hụt do các quyết định mua sắm không chính đáng. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, tình cảm diễn tiến từ từ, hai bên cho nhau thêm thời gian tìm hiểu về đối phương. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuần mới của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón một tuần mới nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.